Sao Vàng Nhật xin chào cả nhà. Tiếp tục là một con Corona phục vụ các bác. Một con máy đẹp quá, chất vỏ mới đẹp nguyên bản. Corona các bác nhé, chất vỏ này các bác nhìn này, chất vỏ nguyên nhé. Con này chất vỏ còn rất đẹp luôn này. Những cái chất vỏ nó quá đẹp. Toàn bộ em nhập hàng chọn cho nên là không có vỏ xấu. Nhưng mà đúng là con này cái chất đẹp thật. Những cái chất máy nó còn rất là sáng, ít dùng. Corona mặt trước mặt sau trông nó sáng sủa, chạy siêu êm nhé. Nhiều bác chưa mua cái này thì hỏi là chạy êm không. Nói với các bác là tiêu chuẩn Nhật nội địa thì siêu êm nhé, không có chuyện ồn ào như mấy quạt hơi nước đâu. Chạy êm hơn quạt gió của Việt Nam, gần như không nghe được tiếng gì đấy. Đây cái khe thoát khí lạnh, còn trong này nó là dàn lạnh. Đây nhiệt độ đang chạy test 10 độ C này, 10 độ C thôi nhé. Đây em test là nhiệt độ thật chứ không phải ảo tung chảo gì đâu. Đấy. Nhiệt độ tại cửa gió, nhìn dây cảm biến này. Đấy. Nhiệt độ tại cửa gió nhé. Ra. Tức là máy làm lạnh rất là tốt. Mã số 5. Đấy. Em bán con này là 3,8 triệu, đi kèm điều khiển đa năng, bảo hành 6 tháng. Chưa phí vận chuyển, chưa biến áp, phí vận chuyển đi các tỉnh 150.000. Biến áp bên em bán 500 loại tốt. Đấy. Bảo hành 6 tháng. Các bác nào lấy thì các bác lôi nhé. Bên em bán thì có cọc trước 500.000, nhận hàng kiểm tra hàng đúng hàng, các bác thanh toán nốt cho bưu điện. Chào các bác.